Trở lại với kênh Hoa Ban Tây Bắc New của mình. Hôm nay thì anh em đến giúp rất là đông các bạn ạ. Đấy, mình sẽ lợp mái ngói này với cả lát gạch hoa cho cái ngôi nhà ở trên trang trại của mình nhé các bạn. Sắp xong ngôi nhà rồi. Đấy. Làm trong vòng có 5 ngày thôi là sẽ xong cái ngôi nhà ở trên trang trại của mình. Đấy. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu một chút là một cái ngôi nhà sắp được xong trong ngày hôm nay. Và giới thiệu rất là đông anh em đến giúp nhé các bạn. Đấy. Các bạn ấn vào video của mình để xem video và ấn vào like, chia sẻ, ấn vào đúng đăng ký kênh giúp mình nhé các bạn nhá. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hôm nay sẽ có những cái món ăn thường xuyên ở trên mình thì sẽ có món tiết canh ngan nhé các bạn nhá, tiết canh ngan và có vài món rau cỏ nữa. Đấy, hôm qua thì cũng làm gỏi cá rồi, hôm nay thì sẽ không ăn gỏi cá nữa mà sẽ ăn món tiết canh ngan đấy các bạn nhá. Nhà thì sẽ được lợp cái ngói cũ của mình này. Ngói này thì ngói từ nhà cũ làm rất là lâu rồi nhưng mà cái này mình dỡ xuống thì cũng không nó không bị mục mọt chứ các bạn ạ. Đấy, vẫn dùng được tốt. Ngói này thì mình cũng mua nó trước đây nó cũng rất là đắt các bạn ạ. Đấy. Ngói này thì tận dụng để làm thì nó quá là tuyệt vời rồi. Đấy. Anh em thì đang ở trên đặt nóc nhà rồi. Đấy. Hôm nay thì sẽ không có món gì đặc biệt, chỉ có món vài món thôi. Đấy. Nói rất là chuẩn luôn. Nói rất là tốt. Cứng cứng luôn. Nhà đây. Ngói vẫn còn được nha các bạn nhá, vẫn còn dùng được tốt. Ở khu trên này này các bạn này, nhìn nương cà phê này đang ra hoa rất là rộ luôn nhưng mà kiểu như là trời nắng quá không mưa các bạn ạ, không được tốt cho lắm. Nếu mà trời mà mưa xuống một cơn mưa nữa thì bà con lại được mùa rồi, lại xây biệt thự này với cả nhà lầu xe hơi rất là nhiều rồi. Trong bản mình bây giờ là gần hết cái nhà sàn đấy các bạn, khoảng tầm chục nhà nữa thôi là hết rồi các bạn ạ. Các bạn cứ xem những cái quả đồi này là đồi cà phê hết đấy các bạn. Đang nở hoa trắng muốt luôn đây này. Đây. Bà con lại phấn khởi, hào hứng. Làm nhà mua xe rồi các bạn ạ.
cái gỗ này gỗ từ thời nhà cũ luôn ạ. Đóng đinh không đóng được luôn. Gỗ này toàn gỗ mà. Gỗ này gỗ từ núi đá đấy. Gỗ gỗ mày hái em ạ. Gỗ này nhìn nó mỏng manh thế này nhưng mà nó rất là chắc luôn đấy các bạn. Gỗ từ nhà cũ này cắt ra một miếng nhỏ như thế này thôi nhưng mà nó rất là chắc luôn. Sao máy ăn luôn vậy? Sao máy nhả luôn tát luôn vậy? Thôi. Làm cái này hơi khó nhỉ bác Khánh nhé. Nếu mà dùng sắt để mà hàn thì nó dễ nhưng mà là ở trên này điện nó không kéo được các bạn ạ. Điện yếu quá. Điện nó không đủ tải các bạn ạ, không tải được cái máy hàn. Điện này chỉ thắp sáng thôi. Cái ngôi nhà này thì vẫn còn dùng tốt nhé các bạn, vẫn ngủ được thoải mái, không bị dột. Nắng nóng mà thứ này thì làm món tiết canh ngan nhé các bạn. Đây, mình đã chuẩn bị rau thơm này. Đừng, trên mình đã làm tiết canh cho rất là nhiều rau thơm và cho món na mì nhé các bạn, mì với cả bồ lòng. Anh em thì đang cố giúp để cho nó xong ngày hôm nay. Buổi tối có khi lên nhà mới rồi các bạn. Ngan này là ngan nuôi bằng cái chuối với cả ngô. Có cả gà nữa các bạn ạ. Bà chỉ gác bếp. Bà đánh cái canh luôn kìa. Mỡ nó nhiều hơn tí. Xong bài xem là gì đó. Lém quá. Cái biết là hoi, dứa hoi luôn. Dứa là dứa giảm luôn đó. Dứa là hoi luôn. Buổi chiều là ngôi nhà mình có thể hoàn thiện được nhé các bạn nhé. Còn gạch hoa thì chưa biết được, có khi ngày mai thôi. Vì cán nền thì phải để nó khô một tí. Cái như các anh các bác thợ bảo thế. Anh Long, anh Mỹ này. Đây, buổi chiều sẽ lợp bên này. Buổi sáng thì gần xong rồi. Khoảng tầm 2 tiếng đồng hồ nữa sẽ xong. Anh em thì vào trong mâm cơm rồi. Đây. Mời tất cả anh em nhá. Mời em. Mời rồi. Lên bia đi. Rồi, bác Khánh Chu Dũng lên bia đây. Anh em bố lên bia hết đây. Rồi. Nha. Buổi tối anh em mình lên nhà mới nhá. Phải lên à? Phải lên nhà mới chứ. Nhưng mà chưa mất vùng ra. Thôi có ngủ trưa nữa đi em luôn đi. Hơi nóng một chút các bạn ạ, ở trên này hơi nóng. Ôi ngồi đâu cũng được, ngồi đây nhé. Rồi. Rồi. Xong nhà rồi phải mừng một tí. To. Khỏe nhá. Hà Đức. Có khỏe nhá. Cô làm một cái đi. Khay khay này cậu. Khi nào cha luôn đây là gửi cho anh. Vâng vâng. Ok luôn. Đúng rồi. Đi đây. Cả tẹt. Một nước. Ok. Rồi mời tất cả các bạn nhá. Tối mừng tân ra sau. Có đủ bát à? Có đủ thôi. Chiều còn làm việc không ai. Ủa, sướng. Hôm nay là có thịt gà,
ba chỉ, lò nộm, thịt ngan, cứ về bà Hưng đều cứ cố có con bà Hưng thử chiếu xong kêu xuống lò nộm. Bác Khánh ăn uống nhiệt tình mà nhá. Nhiệt tình lắm bác. Bác hôm nay bác hay vất vả. Một cây hay đâu bác đi này bác. Một cây làn rùa ác. Cái cái này. Ngon. Bánh ngạt mà. Muối. Ừ, áo xuống thôi. Chút bạn phai với nhau. Bạn cho phạ đây. Cái canh mình kiếm ra chứ. Cái canh ớt tỏi mạnh vào nhá. Ừ, ok ok. Lá căng lắm rồi. Chào chú bà, một xếp cái nữa này. Một ai đồ ấy. Chịp đi. Ai đồ có nhiều ai thường rồi đấy. Ai lộn rồi hay nhé. 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 Ăn đồ bản. Không mở được. Ai vậy? Ai bồ bên này thì sao? Tiết canh tiết lên em thơm. Đau cũng mạnh mà không? Đưa mọi người vào lò phải hết. Hôm nay chờ chút bò. Tám giờ mới xuống hóa ra mình dậy xong. Sớm mát nha. Cho gà ăn xong mới xuống mà. Hôm qua không ngủ hay sao? Ngủ trên này mình dậy từ 5 giờ nhưng mà cho gà giếc ăn. Dậy 3 giờ xong đi một vòng trái đất này mà. Bây giờ không trên này đâu, lên trên này à. Đi đâu rồi đấy? Mặt trời nó có vẻ chịu khó đấy. Lên trên này thì mình ngủ sớm này mà dậy cũng sớm. 5 giờ dậy thôi. Đi tập thể dục. Nó sáng nhanh mà. Lên trên này ấy, cái gì nhỉ? 1 giờ đêm dậy mà để đi xem lách quanh mà. Quen rồi đấy bây giờ ấy. Mong nhanh soi quá. Sớm rồi. Trẻ sớm quá nên. Cái này nó giống ở Nhật Bản đó. Ừ. Sớm hơn gà. Rồi sớm hơn gà. Hơn chó à? Không ngủ sớm hơn chó. Không ngủ thì ngủ sớm lắm. 8 giờ đã ngủ rồi. Không có việc gì để làm ấy. Dạy trước con chuột vào lỗ mà. Con chuột vào lỗ. Thế nó mới đỉnh chứ. Lại có thói quen mới ra rồi. Không giống như ở dưới bản. Dưới bản ngủ đến 8 giờ 7 giờ, 8 giờ. Trên này 5 giờ dậy. Đạp bôi rồi, xéo ý. Làm miếng đỏ to vào bác phương. Ướt tiếp cho bác phương. Nó mới ngập mồm. Ướt tiếp cho bác phương đỏ to vào đây. Bắt được cả. Đây. Rồi mời tiết canh nhá. Tiết canh ngan các bạn ạ. Đấy. Mời cả nhà nhá. Rồi, xin chào nhá. Bác. Đây. Cả hai này. Cả nhìn luộc thôi. Mời các bạn nha. Ừ. Chào. Chào. Nhìn đi. Nhìn đi nè. Ngon. Ngon. Thank you.
buổi chiều các bạn ạ. Đây, vừa mới đi lấy cái gạch hoa về, anh em lại tiếp tục giúp mình một buổi chiều nữa nhé các bạn nhé. Đây, nhà thì lợp bên trên xong rồi, bên dưới nữa một lúc nữa thôi là sẽ xong. Lát nữa lên nhà mới luôn. Anh Long thì đang cắn nền các bạn ạ. Để lát nữa cho gạch hoa luôn. Tối là ngồi uống rượu được ở đây luôn được không anh Long? Tối là ngồi uống rượu ở đây được luôn không? Ngồi lên nhà mới ngồi trong này luôn chứ. À, thế để tối ngồi trong này luôn nhé các bạn. Đây, ngói nhiếc thì quá là chắc chắn rồi. Cái ngói này thì dùng mấy chục năm không sao cả. Dùng cái tấm này thôi, tấm ngói của nó thì chả biết đi đâu các bạn ạ. Dùng cái tấm flo này cho vào trên của nó, tấm ngói bò. Tối là lên nhà mới rồi. Lên anh Long ơi, tối anh em cố lên. Bây giờ rất là mùi thơm của hoa cà phê này các bạn ạ. Đây. Anh em mà cần mật ong thì cà phê thì liên hệ mình nhá. Số điện thoại là 0359546154. Bây giờ là mình đã có mật ong cà phê rồi đấy các bạn ạ. Đã xong, cần một cái hai ba cái cửa sổ nữa đã được các bạn ạ. Đây, trong nhà đây long lanh thế này thì làm trang trại thì cũng không thể buồn được nữa rồi. Ở trên này thì dù ít người thì nhà nó đẹp thế này thì cũng thể không thể buồn được rồi. Mưa gió thì chắc chắn là sẽ không bị ướt nữa rồi, không sợ cái thời tiết thất thường ở trên này nữa rồi các bạn ạ. Đây,
Đấy, có thể làm ngồi được 3-4 mâm cơm thoải mái luôn. Anh em mình đang về tắm nhá, lát nữa anh sẽ lên lên nhà mới buổi tối ăn cơm trên này luôn. Hôm nay thì anh em trong nhóm thì có khách ở dưới Phú Thọ lên thăm các bạn ạ, cho nên là chỉ giúp được buổi sáng thôi, buổi chiều thì lại đi về tiếp khách. Mình thì đang dở công việc cho nên là không nghỉ được. Đấy. May mà có 3-4 thợ cả em nhỉ? 5 thợ cả chứ, 5-6 thợ cả chứ. Rất là nhiều thợ cả. Thợ cả. Anh em mình giúp thì toàn là thợ cả hết. À, một buổi tối ở trên này. Mà kia sẽ dọn dẹp cho nó sạch sẽ đi để khuôn viên nó đẹp một tí, trồng hoa trồng hiếc, cho nó thả lợn lên trên đồi, thả gà lên trên đồi nữa các bạn ạ. Đã là xong. Bóng điện thì mình sẽ phải mua cái bóng năng lượng mặt trời ấy, thì nó mới sẽ không tốn điện các bạn ạ. Hôm nay thì bữa tối là mình mừng nhà mới là ăn lẩu nhé các bạn. Lẩu thịt bò. Rồi, mời tất cả các bác các anh nhá. Cảm ơn tất cả các bác đã đến giúp đỡ xong hoàn thành ngôi nhà ở trên hùm nhá. Bài kia thì thoải mái nuôi gà rồi. Rồi. Cảm ơn tất cả anh em nhá. Đây là toàn gia đình anh em hết các bạn ạ. Toàn là thợ xây. À, sức khỏe. Lên. Đúng rồi, nuôi đà điểu trên này chắc cũng hợp lý đấy. Ôi anh em bên này bia chưa? Rồi, cảm ơn tất cả anh em nhá. Ok. Rồi, cảm ơn tất cả anh em. Nhất trí rồi. À, đứa đầu tiên 500 con thì nó bây giờ nó đang sống cho 499 con. Rồi, mời tất cả các bạn vào ăn cơm thăm trên trang trại trên hồ nhà mới các bạn ạ. Đấy. Long lanh. Đây. Rồi, hai chén đi nha. Rồi, lên nha. Không, cốt đầu tiên anh Mía. Rượu bìm bìm. Cốt đầu tiên luôn. Lên trên này bẫy được hai con bìm bìm. Tiết của nó cho vào rượu nhưng mà kiểu như cho ít không cho nhiều. Mời rồi. À, rồi, mời cả nhà nhá. Mời cả nhà. Mời cả nhà. Đây, con sâu bò đấy. Con sâu bò. Bò dừa. Xem đủ mắm muối mì chính chưa cái mưa đầu của anh em mình ấy. Chưa được nếm. Chưa được nếm à? Bia. À, bia tiếp đi nhỉ. Đang mát. Rồi. Anh em lên bia nhá. Cái khoản đầu tiên nhất là phải làm nhà để cho kiên cố. Mình ở nó cho nó vững cái đấy. Cho nó vững cái tâm trí của mình. Mưa dột quá sợ là chạy về nhà thì không được các bạn ạ. Mình sẽ làm xong cái ngôi nhà này rồi mai kia sẽ phải làm mấy cái chuồng lợn, chuồng gà nữa, rất là nhiều. Nhưng mà cái đấy thì sẽ dễ hơn, không giống như làm cái nhà này nó hơi khó khăn một chút. Đấy. Phải nhờ rất là nhiều anh em trong gia đình, trong họ để giúp. Mai kia nếu mà được con này thì gọi đến nhá. Con này thì rất là nhiều này, con bọ cánh cứng, bọ dừa. Đến mùa rồi. Đến mùa rồi. Nhiều nước quá là đúng không? Người to quá rồi. Lên anh Mỹ. Nào, rồi. Cảm ơn anh Mỹ rất là nhiều nhá. Anh thơ cả. Đấy. Mai kia là sẽ phải đi làm một cái giường nữa để về ngủ rồi sẽ ngăn một cái vách ra. Ngôi lầu này mình cho nhiều nước quá các bạn ạ.
Nướng đấy sao mà cho thịt vào đi. Đây bên kia nó còn nhiều bạn, cho nó thoải mái. Trứng lộn trứng điếc đầu vào luôn đi nhá. Anh em mình múc nước nó ra một tí. À, cái này chưa rửa gì đâu, chắc là chưa rửa gì. Không nó mới chết chứ. Anh thì thích ăn con nhiều, cái mầm. Thôi em xin nha, được. Em cũng thích ăn con của nó nhưng mà thôi em nhường cho anh trước, tí em ăn sau. Thôi à. Mời anh em cắt cơm mà con gì nhỉ? Con vịt con. Con vịt nhỏ. Ông ơi, hạn ngày đi. Vịt này mình mang để làm giống con trên này cũng được ấy nhỉ? Bố, cứ mết con non là hay. Cái này là tải đấy. À, tải nhúng. Anh Mỹ này còn ăn cả con vịt con tải nhúng nữa. Bột vịt lộn, tải nhúng. Thế nào bia bán? Cái bóng. Bia bóng cái này. À, thế đi. Em vừa tí nữa. Em vừa cắt chân con rồi. À. Tưởng chưa? Lắm. Tưởng chưa được chơi đúng không? À. Đập vào hết một phát luôn. Nhưng mà nó đầy quá nhỉ? Đầy quá. Nồi bé mà ăn vớt đi, ăn vớt cho nó cạn nước thì tí. Nồi nhỏ. Nồi này không phải bé đâu mà nó cao. Nhiều đấy. Nó lâu sôi. Thôi, tao phải vớt ngon mà. Rồi, anh em lên nhá, mầm anh Long, anh Quyết, chú Thủy, anh Hân. Rồi. Lên mạnh nhá. Phải mai kia sẽ nuôi một con giống gà 11 cân. Con đấy là gà của nước gì ấy, nước Malaysia hay là nước Mỹ gì đấy. Đâu, gà Ấn Độ ấy thôi. Sẽ nuôi cả gà đẻ này, gà đen này, gà đông tảo này, gà di này, gà thịt. Đấy, nuôi hết. Gà đôi. Mình ở trên đôi này chắc chắn mình sẽ thả chạy đôi thôi. Vâng bên kia ơi. Bên này phải đuổi luôn. Uống hết nhá. Để đây đây đi. Mới mà. À đi đi, hai quả đi, hai lần đi. Ba lon rồi. Còn này có 300 rồi. Rổ rau thì quá là nhiều luôn các bạn ạ. Đây, rau nhiều. Nồi kia không ăn thua, anh em mình chuyển sang nồi này tiếp. Cái này mới ăn thua. Đây, anh Mừng vừa đi bắt được một con chuột. Cảm ơn, cảm Mừng nha. Cắt gân một đùi á. Chuột lông. Cái bẫy của cô ấy đi bẫy vẫn còn chưa được con nào. Bỏ ra đi, bỏ ra cái hạt đi để ăn sao ăn. Mai kia là sẽ đi bẫy chuột về để là làm chuột gác bếp. Khu này thì nó cũng rất là nhiều chuột đấy các bạn ạ. Rồi, chuột này. Thôi mai kia mình ăn sau. Mời chú Trung trước. Lâu lắm rồi một chuột đấy, chẳng gan. Mình chắc chắn ở trên này sẽ được ăn thưởng thức những cái món ở trên đồ rừng này nhiều hơn rồi. Anh em ở dưới bản thì chắc là sẽ ít hơn. Đây anh em ạ, hôm nay thì nhà mới mà không chưa kịp chuẩn bị chén. Nhặt ở trên chén nhà cũ thì chả rất là nhiều loại các loại chén luôn các bạn ạ. Đây. Toàn là chén cổ thôi. Đấy.
Chú Phấn thì lên muộn một tí, chúc sức khỏe chú Phấn nhá. Cảm ơn chú Phấn đã đến mừng tân gia cùng nhá. Đấy. Hết luôn. Anh em được nhiều chén rồi các bạn ạ. Tuyệt vời. Anh em mỗi người một loại chén. Quá đã.